Hello, chào mọi người. Hôm nay mình lại làm ẩm thực nữa mọi người. Hôm nay làm bánh xèo, chiên bánh xèo ăn với rau nhà trồng cho mọi người xem nha. Lâu quế mọi người, lâu khống mọi người, lâu khống nhà mình trồng. Rau này rau rau gì? Rau húng cây hay rau gì mọi người? Cắt nấm nữa nha mọi người. Lá lốp ở nhà mình trồng, nhà mình trồng rau lá lốp rồi ăn để làm cắt mà. Cắt hành lá mà, cắt hành lá cho vậy bột cái mình bỏ vào hành lá vào bột mà đổ nhìn lá cho đẹp nó ngon thơm. Bột bánh xèo, bột hương xưa đổ ra, không có làm bọc hương nay, mình làm bọc hương xưa nha mọi người. Tí nước cho mọi người, nước cốt dừa thêm nước lạnh, một trứng, hai trứng, ba trứng, bốn trứng, rồi bỏ hành lá vô nha mọi người. Một chiếc cà nò, khoảng muỗng cà phê nha mọi người. Cho mình vẩy bọt lên nha mọi người. Này tôm nha mọi người. Lột tôm với cho nó chín cho mình lột vỏ ra. Tôm cũng đã chín rồi nha mọi người. Giờ mình nhắc xuống, nhắc xuống lột nha mọi người. Bà xã mình đang sắc củ sắn đó nha mọi người. Sắc củ sắn ra, bầm ra, đổ bánh xèo. Mình xào củ sắn trước. Lý do gì thôi, mình miếng nữa thì nó để mình lạc nha mọi người. Ở đây là hạt sai nha mọi người. Bà xã mình cũng ướp rồi. Đường, muối, bột ngọt, tiêu, hành, tỏi. Bà xã mình ướp rồi, mình chưa kịp quay nữa, bà xã mình ướp xong đó rồi. Mình xào hạt tới người. Bỏ hành tỏi vô trước. Để cho nó hơn thơm, mình mới xào hạt tới người. Hành tỏi nó vàng thơm rồi nha mọi người, trời đổ hạt chưa. Đây, bỏ nhân vào. Bây giờ mình đổ nha mọi người. Bắt đầu đổ. Chín rồi nha mọi người. Đây, giờ mình mời mọi người ăn bánh xèo với mình nha. Bánh xèo miền Nam nha mọi người. Miền Nam với miền Tây giống giống nhau. Bánh xèo miền Trung này, cái bánh xèo nó nhỏ mà giòn giòn đó. Thằng miền Nam với miền Tây giống giống. Mời mọi người cũng bánh xèo nha. Hết cả. Thank you.
nữa nha mọi người. Cuốn mà mọi người. Bánh trèo tiền gia vị đầy đủ ớt vừa ăn đặt nước mắm là tôi chua cay cay ngọt ngọt đúng không, rất tuyệt vời luôn, tối ngọt luôn này. Rau rau nào trồng nó rau tuyệt vời nữa mà. Đi rồi, đi bỏ đá nè. Còn bà muốn ăn. Đi chơi ở nhà lên giật tí này mà anh nghe mọi gì ổng nên không có gọi em. Cái mau ổng định gọi mình ổng mà mình biết không có gọi em. Làm ăn nào. À, giờ mình làm một cuốn nữa nha mọi người. Nó chưa dưới thấy này cho bạn còn thấy. Cô Phượng đổ nhân nhiều quá, tôi còn dớt ra không được. Ta đổ hầm trái bánh xèo. Đánh bánh xèo. Mọi người cứu nữa nha, cứu bánh xèo nữa. Mời mọi người thưởng ớt, mọi người thưởng ớt, thưởng ớt, thưởng ớt, thưởng ớt, thấy nóng từng nóng nhạc mình. Cuốn nữa nha. Cuốn cuốn cho báo luôn. Sáng lên một cọng. Rồi mình ăn uống đã xong rồi nha mọi người. Giờ ăn quá mình làm clip này mọi người thấy hay có vui. Mọi người cho mình xin một like, một đăng ký. Mình cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại mọi người clip sau nha. Bye bye.